Muốn biết con gà khỏe mạnh tự nhiên thì theo chân Minh Lê nha. Thì hôm nay Minh Lê buổi sáng chủ nhật, thì Minh Lê cho gà ăn, thì sẵn chia sẻ cho tất cả những anh em đam mê, đặc biệt là nuôi cái con gà đá này, làm sao mà được có được một cái sức khỏe mà sung túc tự nhiên. Đó, sung túc tự nhiên. Thì đây là mình sẽ chia sẻ cho anh em thì cái cách mà chạy gà Bà Rịa làm thôi. Đây là cái quan điểm riêng nha. Đó. Đây là cái bộ ba sản phẩm mà của chạy gà Bà Rịa sản xuất, thì mấy hôm nay mình đã làm trên TikTok kênh Minh Lê đó, anh em có thể vào đó tham khảo thêm. Đó. Thì nói trước cái con gà con. Thì cái nhiệm vụ trước anh em muốn làm cho nó tốt vào cái môi trường này khỏe sạch đó, và con vật nuôi khỏe, thì em phải xử lý được cái môi trường chuồng trại. Cái môi trường chuồng trại không phải là nghĩa là phải quét sạch sẽ như gạch men, mà chúng ta xử lý những cái vi khuẩn có hại trong trang trại của các anh em thôi. Thì ở đây mình nói mang tính chất tham khảo là cái cách riêng của trại gà Bà Rịa nha, thì anh em cũng đang cố gắng để tìm hiểu và tham khảo. Thì trên tay thì đã đưa rất cách rất đơn giản, nhưng anh em muốn làm được con gà nó khỏe mạnh đó, thì anh em trước tiên thì anh em cũng phải cho nó một cái kỷ luật quân đội. Cái kỷ luật quân đội là cái quan trọng nhất nha anh em, kỷ luật quân đội cho gà ăn đó. Đó thì đây là trên tay mình là cái che men vi sinh, thì mình để sát cho anh em thấy là vi sinh, men vi sinh của mình là men vi sinh đường ruột nha, không kháng sinh. Đó. Giải pháp xanh trong chăn nuôi thì rất là đơn giản. Ngoài những cái yếu tố mà các anh em đã xử lý được cái môi trường, thì anh em chỉ cần chế vào đây, thì đây mình đã làm rồi, có một tay một mình quay à, mình đã chế vào đây thức ăn, miễn sao làm ướt thức ăn là được. Đó thì mình đi cho gà con ăn cho các anh em thấy nha. Cho gà con ăn thì các anh em thấy, anh em thấy những con gà bên ngoài không, nó khỏe mạnh đẹp tự nhiên từ nhỏ đến lớn. Em thấy không? Nó không có bệnh đau thì nó khỏe à. Đó, anh em thấy không? Nhiều khi cái máng thức ăn á, mình cũng không có lấy ra luôn. Máng thức ăn mình không có lấy ra, đôi lúc cái phần gà nó ỉa nhau trong đó luôn, mà mình vẫn cứ cho nó ăn. Không phải là mình ẩu, mình không vệ sinh. Nhưng mà có đôi lúc vì quá bận. Đó anh em thấy không? Chỉ đơn giản vậy thôi. Miễn sao cái sản phẩm này anh em làm ướt cái thức ăn nó. Cái nhiệm vụ của sản phẩm cái vi sinh đường ruột là làm thế nào á, anh em chỉ xử lý cái nguồn thức ăn đầu vào đó, như là cám công nghiệp. Ở đây mình cũng giống như anh em thôi, cho ăn cám công nghiệp, mà mình cho ăn cái cám nào rẻ nhất mình cho ăn, chứ mình không có cám ăn cám đắt đỏ gì cả. Thì mình biết lúc nào con gà nó thiếu cái gì, chứ không phải là nó ăn cái gì, nó thiếu cái gì thì mình bù cái nấy. Đó anh em thấy cái này, cái đàn gà mấy bữa hôm trước là mình xuống đó được 3 4 ngày mà nó ở dưới đất không, anh em thấy không? Đó, ở dưới đất không á, anh em thấy không? Nó lanh đến mức độ đó. Thì anh em thấy cái khu, ở khung quanh này đó là mưa tạt gió lùa không đó, mưa tạt gió lùa không mà con gà nó vẫn khỏe ha. Thì cái đây mình không có ekip dàn dựng gì hết, tới đâu thì mình làm tới đó, nên là mấy đôi lúc có nói bị rung rung thì anh em cũng thông cảm nha, anh em cũng thông cảm cho. Đó thì anh em chỉ làm ướt thức ăn thôi là xong, cái nhiệm vụ đó là xong. Còn nhiệm vụ xử lý không là cái nhiệm vụ của vi sinh con gà này. Đó. Đó anh em thấy. Đó anh em thấy không, nó khỏe mạnh tự nhiên đó. Thì đây trong cái nước uống thì anh em cũng pha vào nước uống cho đúng và cho nó ăn đó. Thì anh em thấy ngoại nhập đó, đây là những giống gà ngoại nhập đó, thì anh em thấy không? Tại vì bây giờ là nói chung là thật sự thì cái gà ngoại nhập về Việt Nam nó rất là nhiều, mà chúng ta không xử lý thì nó không có thích nghi được cái môi trường. Xử lý nghĩa là xử lý cái mùi hôi chuồng trại và xử lý cái nguồn thức ăn là chính. Thì còn những cái vấn đề mà cái tính năng trong đó thì rất là nhiều, thì một lúc mình không có thể nói được nhiều để chia sẻ cùng anh em trên cái TikTok này, bởi vì cái thời lượng. Anh em nào có
có cái app bên TikTok, thì mỗi đêm hàng ngày khung giờ từ 19 giờ đến 19:30 mình livestream trực tiếp trên TikTok, thì có thể anh em có thể đặt ra câu hỏi để mình chia sẻ và trả lời cho tất cả anh em về những vấn đề chăn nuôi và đặc biệt là cái môn chơi gà đá này ha. Thì anh em có thể qua bên TikTok kênh đi Minh Lê thì mình có thể chia sẻ và tư vấn nhiều hơn. Đó là vấn đề gà con ha, thì anh em cũng thấy rất là đơn giản. Ở đây mình không có khuyến cáo anh em bỏ kháng sinh hay là vaccine. Ở đây là quan điểm riêng của trại gà Bà Rịa thì không dùng kháng sinh, đặc biệt là trong cái con gà đá này. Nuôi khỏe từ trong trứng đến con gà con, rồi đến lúc nó trưởng thành đó. Thì bắt đầu qua đây anh em sẽ thấy, khi nào mà anh em thấy những cái con gà nó hăng hái như thế này trước khi ăn là anh em đã thành công. Bởi vì thành công nghĩa không phải là mình phải hỗ trợ nó thuốc gì. Ở đây mình nói riêng nha, nói riêng của cái cạnh của trại gà Bà Rịa. Thì để mình cho anh em thấy ở đây xíu ánh sáng cho anh em thấy là cái thức ăn mình không có cái gì hết. Đó, thức ăn mình không có cái gì hết. Đó, anh em thấy không? Không có cái gì hết. Ngoài những cái thứ gạo với lại những cái cơm khô, chứ ngoài ra không có thứ gì hết. Cái quan trọng nó ăn gì không quan trọng, mà nó ăn làm sao, anh em thấy đó. Thì cái sự hương phấn, cái sự hương phấn và sự năng nổ của nó, đây là khỏe đẹp tự nhiên. À, khỏe đẹp tự nhiên. Ở đây gà mình không có bán nha anh em, mình không có bán gà. Ở đây là những cái có thể là tượng trưng cho các anh em thấy đó, là demo thôi nha. Đó, khi nào con gà các anh em á, mà nó tung tăng háo hức trước cái buổi ăn là anh em đã thành công. Muốn làm được điều này á, thì anh em cần phải có kỷ luật quân đội, ăn phải đúng giờ, không ăn thì lấy ra đó, là nó sẽ khỏe. À, đó đơn giản. Ở đây mình cũng đã từng cho ăn ngũ cốc, đã từng cho ăn ngũ cốc, nhưng mà giờ mình không có còn cho ăn ngũ cốc nữa, mình ăn chỉ đơn giản thôi. Rất là háo ăn là bởi vì cái đường ruột nó ruột khỏe anh em, nó khỏe nó mới háo ăn, chứ còn nó không khỏe nó sẽ không ăn được. Lúc đó anh em dễ dàng chăm sóc hơn. Bây giờ nó ăn mà đến nỗi như vậy đó, đó là sự háo ăn của nó, cái đường ruột nó khỏe là nó là đó. Nếu mà nó tung ra được thì nó cũng sẽ tung luôn. Nó là sự háo ăn của nó, thì đó mình muốn chứng minh cho em thấy là điều mình đang làm thôi, chứ không phải là để quảng cáo cái gì thêm đó. Thì đó, quay lại cái đó, thì nói chung là thật sự chỉ có ba thành phần này thôi, là ba cái sản phẩm của mình, để mình để quay cho anh em thấy rõ hơn. Đây là cái ba sản phẩm. Ở đây là sinh tố. Ơi, sinh tố ở đây thì đây là men vi sinh đường ruột. Men vi sinh đường ruột, và đây là sinh tố. Thì nó gồm tới 10 loại trái cây, thì để mình gần cho anh em thấy nè. Đó, trái cây này anh em có thể tra cứu Google nha, thì biết thành phần của nó. Và ở đây là 70% protein để cung cấp dinh dưỡng cho gà nè. Đó, 70% protein. Đó là thành phần của nó. Và để mình quay luôn cái này đó, dưới là cái này là quan trọng nhất, những cái sản phẩm mình đang kết hợp. Thì một lần nữa thì trại gà Bà Rịa cũng như kênh Minh Lê xin chào và hẹn anh em gặp lại những clip sau để mình chia sẻ sâu hơn. Thì hôm nay cái tiêu đề vẫn là làm thế nào con gà khỏe mạnh tự nhiên. Bye bye anh em. Chào tạm biệt anh em nha.